Ok nhé. Em đóng gói để chuyển cái bàn là Sanrio này cho anh khách nhé, ở chỗ chỗ Hai Bà Trưng nhá, Phương Mai gì đấy. Ý con bà nà này thì em bán tù mù nhá, không cần biết sống chết nào. Tuy nhiên nhá, và con này em cũng chưa cắm điện, em cũng sẽ thử cắm lên để cho và mình cũng biết luôn xem nó thế nào luôn nhá. Đấy, và cũng test cách làm sao để test có thể là bà nà nó sống nhá. Sờ vào mỏng tay là biết rồi, nhưng mà quay video thì làm sao biết được độ mỏng tay, đúng không? Đấy, em sẽ mở ra và cắm nhá. Đấy, hai cái này nhá, mình giật ra này. Hai cái này mình kéo ra này. Đấy. Kéo cái này ra thì nó sẽ phồng ra này. Đấy, đây. Đấy, chỗ này là có một cái hõm để đánh dấu nhá. Bên này không có hõm để đánh dấu này. Là mình có thể đậy vào này. Sau đó cầm cái này kéo ra. Kéo nó ra thì nó kéo cái lẫy là ra này, chỗ này có cái lẫy này, đấy, thế nào được. Kéo một lần chưa quen thì kéo hai lần. Đây nhá. Đấy, bàn nà đây. Chỗ này có một cái dây nhá. Đấy, dây kéo ra. Đấy. Dây kéo ra, đặt đúng chiều này. Kéo dễ. Đấy, cắm vào. Quý vị nhớ nhá. Cái này của nó là 1300W. Đấy, đèn này, đèn sáng đây, quý vị thấy không? Đấy, chiếu vào đây để thấy rõ nhá. Đấy. Đèn sáng nhá. Còn không biết là có phải bấm power, power gì không? Đấy. À. Đây. Đây này, em chưa biết nhá, em sẽ test thử. Đấy. Bấm power nhá. Đấy, kiểm tra cái nhiệt độ đầu tiên. Đấy. Không biết xanh hay là đỏ là báo nữa. Đây. Ví dụ cái nhiệt độ bình thường nhá. Em đo tay người này. Đấy. Em đo tay người này. Đấy. 36.5. Đấy. Đấy, em đo này, em đo cái vật này. Hình như nó có một cái. Đấy, đã cao rồi nhá. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Bắt đầu bỏng tay rồi nhá. Đấy, thấy chưa? Cao quá này. Đấy. Hai luôn nhá. Này. 36.5. Ok nhá. Đấy. Đo phát là nhiệt độ rất cao. Ví dụ như còn đo hàng ngày nhá, đây. Đấy. Thì đo thằng này nó cũng chỉ có 36.2 thôi. Đấy, ví dụ em bấm vào đây nhá. Đấy, thì nó cũng chỉ có 36.3. Nhưng mà ví dụ đo thằng này nhá. Đấy, hai luôn, vừa cắm xong là bỏng tay luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Quý vị về dùng nhá. Đấy, đây. Đấy. Bấm xanh hay bấm đỏ gì đấy phát là coi như ấy ngay, nó nhiệt độ rất cao. Sờ bắt đầu bằng tay rồi. Đấy. À, nó ngắt rồi. Để xem nào. Đấy, nóng quá. Đấy, nóng quá nhá quý vị nhá. Đấy, nóng quá, gọi là nóng quá luôn. Là bạn là đấy. À. Bắt đầu sờ vào đây nó bắt đầu đấy rồi. Ok. Em test bạn nào xong rồi nhá. Vâng, bà nà chạy luôn. Bán tù mù mà test qua để thử xem nhà thôi nhá. Vâng, bình thường những con này nó phải sấp xỉ gần 1 triệu luôn. Đấy, hôm nay em bán cho anh khách. Vâng, bà nà không dây nhá, bà nà không dây có hơi nước thì em chưa thử test hơi nước nó nhào. Cái đấy em không quan tâm. Quý vị về, quý vị tự nghiên cứu nhá. Quá long lanh đẹp luôn. Rất tiếc cho rất nhiều quý vị, em nói luôn nhá. Rất tiếc cho rất nhiều quý vị. Chậm đấy, có nhiều quý vị tối qua cũng điện cho em để
mua cái bàn nà này. Vâng, nhưng mà sáng nay thì anh khách anh đã chuyển khoản mất rồi. Đấy nhá, rất tiếc luôn. Vì mà những cái sự chậm trễ gọi là đắn đo suy nghĩ xem là nó có sống hay nó chết hay là thế nào. Vâng, ở đây em đã sờ bỏng tay, nhưng em nói luôn là những cái này là không bảo hành bảo tỏi gì nhá. Bán thanh lý, giá đã giảm một nửa rồi. Vâng, mùa Covid này em có rất nhiều cái hay. Quý vị nào theo dõi kênh em thì ấn nút đăng ký kênh giúp em nhé. Vâng, ủng hộ kênh bên em nhé. Đấy, rất nhiều cái hay nhá, còn nhiều cái hay nữa nhá. Vâng, ok, chúc mừng anh nhá. Em để em đóng hàng xong rồi gọi ship gửi cho anh nhá. Vâng, cái bàn nà này nhá là em bình thường là sắp xỉ gần 1 triệu, nhưng em bán có 590.000 thôi nhá. Vâng, anh ấy đã mua rồi nhá. Vâng, đã mua rất là may mắn. Ok nhá. Cái này của nó là công suất 1.300, thì nếu mà sử dụng đổi nguồn thấp nhất là cũng phải 1.500 nhá, đến 2.000 thì nó mới chịu được. Và em nói luôn nhá, cắm vào các ổ điện thì ví dụ như ni hoa các thứ nhá, là nó có dơ le ấy, mà công suất không đủ thì là nó cũng sẽ đóng, nó sẽ bật dơ le đấy nhá. Em nói luôn là nó sẽ bật dơ le đấy, vì công suất của bọn đàn bàn nà này nó rất là lớn nhá. Cho nên là quý vị nào mà lấy cái ổ ni hoa ra xong rồi nó cắm phát là coi như là nó lẩy cả cái dơ le lên, bởi vì cái công suất bọn này nó lớn nhá. Ổ điện của ni hoa không chịu được, mà phải mua cái ổ điện có công suất lớn nhá. Đấy, chiêm ngưỡng lại em nó một tí ạ. Đây. Đấy. Đây. Đây. Con này nhìn phải nói là phê. Đấy. Đấy. Phê luôn nhá. Đấy, em sẽ sờ vào. Đấy, vẫn còn bỏng tay. Vâng, vẫn còn bỏng tay đấy, em cho ra chiếc quạt một tí cho nó mát, không có nát đóng đi được, nó lại hút hơi vào bên trong. Chắc chắn này em sẽ phải để cho nó nguội thì hẳn luôn rồi em mới đóng được. Đấy. 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 Long manh cành đào, nhìn con bàn nà đúng là nhìn con bàn nà xịn nó khác. Và cầm lên nó cũng sướng, không dây, không dây di chuyển nó không bị vướng víu nhá, không dây hơi lực. Ok nhá. Hàng của em dạo này nó về lung tung lộn xộn đủ các loại, tả phí lù, cho nên là những cái gì không thuộc chuyên môn của em là em bán thanh lý xả hết luôn. Quý vị nào xem kênh của bên em nhớ đăng ký kênh cho em nhá. Vâng, em xin cảm ơn.